võ sĩ MMA Rafael Abrahamian vừa gây phẫn nộ khi có hành động cố tình chơi xấu đối thủ mặc dù đã được trọng tài can ngăn. Trận đấu giữa Rafael Abrahamian và đối thủ Mutahan Akduman là trận đấu nằm trong khuôn khổ sự kiện MMA GFC 18 được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 vừa qua. Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ngay ở phút thứ 3, Abrahamian đã đưa được Akduman vào một cuộc địa chiến và thực hiện thành công một đòn khóa xiết từ phía sau. Nhận thấy Akduman không còn phản ứng, trọng tài chính lập tức yêu cầu dừng trận đấu và yêu cầu Abrahamian giải thoát cho đối thủ của mình. Tuy nhiên, Abrahamian không hiểu vì lý do gì đã phớt lờ yêu cầu của trọng tài và vẫn tiếp tục siết cổ đối thủ. Nhận thấy võ sĩ này quá ngoan cố, trọng tài đã lao vào gỡ Abrahamian ra, nhưng võ sĩ này vẫn cố bám và siết. Sau một hồi cực lực, trọng tài mới có thể giúp được Akduman thoát khỏi tình huống trên. Akduman sau đó bất tỉnh và bị mất nhận thức. Rất may võ sĩ này đã được cấp cứu kịp thời và tỉnh lại sau đó. Về phía Abrahamian, anh này vẫn được sự thắng bằng submission mặc dù tình huống chơi xấu trên rất đáng lên án. Chính điều này đã tạo nên sự phẫn nộ rất lớn từ người hâm mộ. Rất đông khán giả đã lên án hành động phi thể thao của Abrahamian. Nhiều người đã gửi yêu sách yêu cầu ban tổ chức của GFC phải cấm thi đấu vĩnh viễn với võ sĩ này, đồng thời có hình phạt thích đáng với hành động trên. Được biết, đòn khóa xiết là một đòn cực kỳ lợi hại trong võ thuật. Nó vô hiệu hóa rất tốt đối thủ. Đòn xiết mạnh có thể làm đối thủ mất khả năng kháng cự, ngất đi chỉ trong vài phút. Trọng tài luôn là người phải xem xét và dừng trận đấu đúng lúc khi một võ sĩ bị xiết, vì nếu để lâu có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng.